Hello các bạn, mình là Văn Hớn đây. Thì ngày hôm nay mình đã trải nghiệm một con iPhone 11 Pro Max này. Thì mình sẽ nói luôn cái cảm nhận lúc ban đầu mà mình trải nghiệm cái con iPhone 11 Pro Max này nha. Thì trong 24 giờ mình đang sử dụng, 24 giờ mình đã sử dụng các bạn, mình thấy cảm nhận con nó là mình sẽ nói rõ luôn từ chi tiết cho các bạn nghe. Mình đã từng dùng iPhone rồi, nhưng mà mấy cái phone đời nhỏ nhỏ kìa. Lần này thì Apple đã nâng cấp một cái con này năm 2019 này, thật sự đáng giá các bạn. Mình đã trải nghiệm trong một ngày, nhưng mà nói là 24 giờ thôi, chứ hiện tại là mình chưa sạc pin lần nào. Con này là mình chưa sạc lần nào luôn nha các bạn. Đó, hôm qua tới giờ mà mình cũng bận, nhưng mà giờ rảnh là mình đem ra mình nghịch, mình đem ra mình bấm thôi. Nhưng mà thật sự ra như các video mà các bạn đánh giá đó, mình thấy thật là phải nói là người ta xài đó, mua hàng xách tay người ta xài cũng cũng lâu rồi. Thì những bài đánh giá, những bài test thì đó, thật sự ra là hoàn toàn các bạn nói đúng các bạn. Các bạn đánh giá những kênh khác đó, thật sự đúng. Thừa nhận với các bạn là thật sự đúng. Cái Apple nhà táo đó thì trang bị cho cái công nghệ mới và thay đổi một cái số chi tiết, thì nó không có còn cái nút 3D Touch gì đó, thì nó không còn, nhưng mà nó mở khóa bằng khuôn mặt. Thật sự ra nhanh thì các bạn, nhận diện rất là nhanh. Thì buổi chiều mình có rảnh, mình đi trang bị cho con này một cái ốp lưng silicon đó, với một miếng dán cường lực thôi, chứ mà phía sau mình không, hoàn toàn không dán miếng nào đó. Thì các bạn cũng thấy đó, là bây giờ là màn hình nó phá đúng không, màn hình phá nè, màn hình phá nè, bắt đầu mình kê vô cái khuôn mặt mình là nó mở rất là nhanh các bạn đó, mở liền thấy chưa, rất là nhanh. Rồi mình vuốt lên, còn bên phải xuống là bên cái góc đa nhiệm đó nghe các bạn, rất là nhanh. Thì những bài đánh giá về công nghệ đó mình không có dành về công nghệ, nhưng mà mình dùng những chiếc iPhone đời trước á, thì thật sự ra nó cũng sòn thôi, nó cũng thường thôi, chứ nó không có gọi là gì, nó cũng bạc chục triệu, nhưng mà thật sự ra nó kém hơn cái con này rất là nhiều. Thì mình cũng thấy hồi xưa mình cũng không thích gì, mình đã sử dụng iPhone, nhưng mà iPhone 6 trở lại đó là mình thấy hoàn toàn nó cũng quá bình thường so với cái dòng mà điện thoại Android, rồi Samsung, hoặc là những cái dòng thương hiệu khác mà nó chạy Android, hệ điều hành Android. Thì cái này thì iOS, nhưng mà thật sự iOS nó có cái bảo mật cao thôi, chứ là mà iPhone thì có bảo mật cao thôi, những thứ khác thì cũng là bảo mật nhận diện khuôn mặt, rồi vân tay một chạm, các hãng khác đều có. Thì mà lần này thì nó ngay cái hãng Apple thì đã cải tiến rất là nhiều, nhưng mà mình sử dụng cái con này thì để mình sử dụng một thời gian để coi coi thật sự là các bạn đều nói là nó hoàn toàn tốt 100% và chưa có lỗi lầm gì đó. Thì cũng có một vài với các bạn đánh giá là nó cũng có một cái lỗi nhỏ sơ suất gì đó. Thì nói về lỗi mình cảm nhận một ngày qua thì cũng không biết cái gì nhiều, nhưng mà mình thấy với các bạn, mình nói với các bạn cái này thực tế, thì cũng như cũng có các bạn nói rồi, là cái cụm ba camera của nó nè, nó có mặt kính, nhưng mà mình vệ sinh rất là khó các bạn. Nó có những cái điểm phết đây nè, nó lộ ra hai hai ngấn, thì thành ra các bạn vệ sinh rất là khó đó. Mà nó lộ ra như vậy thì nếu bạn không dùng ốp, bạn sẽ để trên mặt bàn và bỏ trong túi quần, kéo ra cái dù mà để mặt bàn, hoặc là để những nơi mà các bạn lúc không dùng đó, thì nó sẽ chạy cái kính camera này các bạn chạy, thì lúc đó các bạn quay nó thật sự không không hay đâu, không đẹp đâu. Thì còn ở bên đây mình đang hiện tại ở Đài Loan nha các bạn, thì những cái phụ kiện mà nó bán kèm theo với chính hãng đó, hoàn toàn nó không có tặng, không có cho gì hết. Đó, còn nếu như mình mua mua cái những cái gói gì đó thì nó sẽ giảm giá cho mình thôi, thì cái này là mình mua.
mình vừa gọi là mình mua trong cái tiệm giá điện thoại đó. Ở bên đây á, người Đài nó tính cái công và cái phí cái này kia, nó tính lời rất là lời cao, rất là cao các bạn. Còn mình đây thì mình chỉ là mua lẻ bên ngoài thôi, còn cái giá miếng cường lực này mình vô trong cái tiệm điện thoại trong hãng của nó đó, mình hỏi là cái miếng cường lực này là trên 900 khoai đó, các bạn nghĩ xem cỡ khoảng trên 600 ngàn đó các bạn, tính ra tiền Việt là 900, cỡ khoảng gần 700 ngàn các bạn, là cái miếng giá cường lực thôi gần 700 ngàn, các bạn có thấy đáng mua hay không? Thì mình cũng quen biết ở bên chợ gần công ty mình làm này, thì cũng có một cái cửa tiệm của người Việt bán nha các bạn. Thì em trai đó cũng nhỏ tuổi thôi, cũng chừng 30 tuổi, cũng có mở shop qua đây công ty, qua làm công ty, cũng lao động cái địa vị lao động giống mình. Thì qua đây thì ở bên Việt Nam á, các bạn đó cũng có học về nghề làm iPhone, mua bán iPhone này cũng cũng hơi sành sỏi rồi, cũng có từng mở tiệm mà nhỏ thôi các bạn, không phải là lớn. Thì các bạn bạn đó có chia sẻ nói là ở bên Việt Nam từng mua vô cái những cái dòng iPhone này, thì qua đây bán là toàn là bán smartphone dùng của chính hãng của iPhone thôi, chứ không có bán những hàng khác. Thì cũng có Sony, cũng có Samsung, nhưng mà các bạn đó bán ít lắm, chỉ có chính là hàng iPhone thôi. Thì hàng iPhone được ưa chuộng nhiều, thì các bạn đó vừa trao đổi cũ mới, nếu khách đặt hàng mới thì các bạn lấy hàng mới chính hãng đó, còn nếu như không có thì các bạn thu vô của khách, thu những hàng cũ mà kiểm tra tỉ mỉ rồi mà bán lại cho các bạn lao động sang đây đó các bạn, giá cũng mềm, nói chung là xài được. Thì lúc trước mình có tham khảo, mình tính mua con 10X mà X Max, XS Max, nhưng mà cái mấy con đó thì nó ngay mình cũng đang phân vân cái con này sẽ sạc ra, thì mình cũng cân nhắc thì cái bộ ba camera này cải tiến hơn cái XS hoặc XS Max đó, thì thành ra mình quyết định là chọn con mới này mình trải nghiệm xem, và có thể mình đánh giá cho các bạn cùng biết. Thì mình không có dành gì công nghệ gì mấy đâu các bạn, thì mình cảm nhận mình sao mình nói vậy thôi, thì thật sự là tốt. Còn các bạn đánh giá nói là anh ơi iPhone này dùng nó có nóng như những cái kia hay không, những cái iPhone đời trước, thì các bạn nghĩ xem nếu như thật sự mà smartphone mà các bạn dùng không nóng á, là cái điều đó hoàn toàn không có xảy ra. Mình cái kinh nghiệm của mình á, thì xài điện thoại cảm ứng này, lúc mà điện thoại cảm ứng nó có ra những cái đời trước 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 đó, thì mình theo tính không lầm thì cũng gần cả chục cái rồi, là cũng có hãng này hãng kia nữa các bạn, nhưng mà mỗi một một hãng như vậy mình dùng cũng thời gian thôi, nhưng mà mình thấy là điều là máy nào cũng vậy, các bạn đánh giá đều nói là máy này của tôi sao quá nóng hay là sao sao. Thật sự điện thoại nào nếu như các bạn lướt lướt thời gian lâu tất nhiên sẽ nóng, nhưng mà tùy theo cái máy, là cái máy cái kết cấu cái vỏ của nó đó, bằng kim loại thì nó sẽ nóng nhanh mà nó giải nhiệt nhanh, còn cái nhựa thì nó nóng chậm nhưng mà nó giải nhiệt chậm hơn cái thân kim loại các bạn. Thì nói chung mình không có dành gì cái công nghệ, nhưng mà mình trải nghiệm rồi thì mình nói hoàn toàn là đó là nó có cái nguyên nhân. Thì mình đã sử dụng con này lúc mới update, mới khởi động nó, thì mình đăng nhập, mình làm các kiểu, mình hành hạ nó, mình tra tấn nó trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ đó các bạn. Thì thật sự ra nó nóng lên các bạn, nó giống cái dùng mà dưới camera này nè các bạn, nóng lên, nó cảm thấy ấm tay mình, nóng, có cảm giác hơi nóng nhiều đó. Thì mình cũng nghĩ một điều là hoàn toàn cho dù hàng tốt cỡ nào vẫn bị nóng, nếu như các bạn xài với cái dung lượng của nó, mà phải nói là các bạn như cày game hoài đó, cứ miết 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 hoài, hoặc là mình lên sóng mình chat chít, mình mạng mình dùng các kiểu đó, mình đang xài 4G mà, thì tất nhiên thì nó chạy nhanh và mình nhiều dùng nhiều cái ứng dụng, thì nó trong một lúc gì đó mình không để cho máy nó ngừng thì tất nhiên cái độ nóng nó càng cao lên. Nếu các bạn mà chơi game mà tựa game nặng đó, tất nhiên nó phải nóng đó. Nó nóng nhưng mà cái độ giải nhiệt nó, còn mình
theo đúng ra là mình không nên dùng ấp lưng, nếu mình không dùng ấp lưng để cho nó mát được một chút. Nhưng mà thật sự ra nếu như mà mình mua cái điện thoại này, cái giá trị nó cũng nhiều. Thành ra nếu như mình chơi sẩy nó chạy xước trong cái thời gian bảo hành này các bạn, nếu chạy xước á, mà máy mình bị lỗi á, thì nó sẽ không có bên công ty mà nó không sẽ không có chịu mà bảo hành cho mình các bạn. Thì một điều là công ty nó nói gì nè, nó nói nếu như các bạn mà không dán không dùng ốp, các bạn xài xài trần trụi đó, thì các bạn lỡ tay mà nó làm nó chạy xước hoặc nó va chạm nhẹ với bàn hoặc chạy xước gì đó mà máy của bạn bên trong bị lỗi đúng không, thì các bạn đem lại bảo hành chính hãng. Thực sự nó nói là mình đổi, chính hãng đổi thừa là mình đã va đập mạnh thành ra máy nó bị lỗi đó. Bởi vì tốt nhất các bạn nên trong lúc thời gian bảo hành các bạn dùng ốp, các bạn dùng ốp nha, dán cường lực đâu đó đàng hoàng để có lỡ tay mà vớt nó cũng không bị dấu tích, thì trong khi đó mà chính hãng sẽ bảo hành cho các bạn đó. Còn nếu như đã có da quẹt chạy chụa nó là hoặc là ảnh hưởng tới cái vỏ bên ngoài thì chính hãng nó sẽ không bảo hành cái bộ máy bên trong. Nó nói một điều cho các bạn lưu ý nha, thì ở bên Việt Nam chắc là cũng vậy, còn chính hãng là bảo hành chính hãng là vậy. Bên Đài Loan đây nó giải thích là gì các bạn, giải thích là với điều kiện bảo hành chính hãng là với điều kiện gốc hoặc là mặt lưng mặt sau gì đó không có vết chạy xước nha các bạn. Nếu vết chạy xước là nó cho mình là đã da da đập đó. Các bạn nên nhớ rõ điều khi bảo hành chính hãng nha các bạn. Thì các bạn nói bảo hành chính hãng rồi các bạn xài tự tiện rồi nó sẽ chạy chụa với nặng trên vết thương nặng trên cái thân con máy này thì chính hãng nó sẽ không bảo hành cho các bạn đâu ha. Mình hôm nay thì clip này thì mình cũng chia sẻ nhẹ về cái cảm nhận của mình sử dụng con iPhone này ngắn ngủi thôi chứ không có lâu dài gì. Nhưng mà nếu như mình làm cái con này, mình mua cái con này thì mình sẽ sử dụng chính vào mục đích của mình. Mà cái bộ ba camera này đó các bạn đã từng đánh giá rồi, thì cái con này camera nó nhất định, thì thành ra mình quyết định chọn con này để mình quay vlog hoặc là mình edit video gì đó, nói chung mình dựng phim cho các bạn xem cho nó có gì đó thú vị, mình sẽ tìm tòi và mình khai thác nó. Thì cái con này pin á thì mình biết là nó lâu rồi, mình cũng cảm nhận được là hôm qua tới nay mình chưa sạc, mình mua tới nay là gần gần 24 giờ đó các bạn, còn có hơn tiếng nữa là mình được 24 giờ đó. Mình khởi động nó từ lúc hôm qua là hôm nay là gần giáp 24 giờ đây nè. Nhưng mà mình lúc nào mình bận công việc mà mình rảnh là mình đem ra mình tra tấn nó, mình dọc nó thì cái độ nóng nó nóng lên, rồi mình lúc đó mình bận là mình bỏ nó đó, mình làm nữa. Nhưng mà thật sự ra nó chưa hết, thì các bạn trên trang YouTube Tôn Đi Phùng gì đó đã thích mày mò, có thể là gần sáng đêm mày mò từ lúc mà cái con này sạc đầy pin thì bắt đầu các bạn ấy mày mò cho nó, tra tấn nó tới tới mức là các bạn nó đã tính bạn bạn Tony Phùng đó, là tính là cái con này dung lượng pin của nó sử dụng 9 tiếng các bạn, liên tục 9 tiếng này rất là cao, pin rất là trâu. Thì mình nghe bạn đó nói lại thì mình cũng trải nghiệm coi thật sự ra cái con iPhone của mình nó có thật sự ra, nếu như một ngày nào nghỉ đó mình cũng trải nghiệm đó, mình tra tấn nó, mình dọc nhã nó thử coi nó được 3 tiếng như bạn ấy đã nói hay không ha. Giờ mình sẽ nói cho các bạn cùng biết là cái con này nó có thật sự tốt và bền như những cái video của các trang đánh giá khác. Còn mình là tay ngang thôi, mình không phải là chuyên gia công nghệ như các bạn, là người ta nói thì mình nghe, có phải nói đúng và hữu ích thì mình nghe, còn cái cảm nhận là do mình xài các bạn, mình xài mình mới cảm nhận được. Còn nếu các bạn mà chưa xài thì các bạn không có cảm nhận được đâu, bởi vì lý do là mình mua cái con này là mình muốn cảm nhận nó có thật sự như lời người ta nói hay không. Thì các bạn có thấy vui, có thấy hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh mình ha. Thì những cái tiêu đề tiếp theo đó mình sẽ săn mà soi bói những cái công nghệ và những cái thú vui và những cái điểm du lịch ở bên Đài Loan này, thì các bạn cảm thấy tò mò thì hãy đăng ký kênh của mình nha. Nếu cảm thấy thích thì hãy cho mình một like.
Thôi mình kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.